các học sinh mà bây giờ chị kêu là thiếu nhi. Thiếu nhi, cha ơi, con muốn lì xì cho các thiếu nhi. Trên 40 bó, 4 bó cũng có cha. Người lớn mới được lì xì nhiều, chứ con nít lì xì có đồng hay đâu mà. Kính thưa quý vị,